Xin chào mọi người đến với video ngày hôm nay của L&D. Các bạn ơi, các bạn còn nhớ video này không? Xin chào mọi người đến với video ngày hôm nay của L&D. Đúng như vậy, hiện tại Canada đang mở cửa cho các du học sinh quay trở lại với quốc gia này. Vâng, du học Canada vào mùa dịch, đây là một cơ hội và cũng là một thách thức lớn đối với các bậc phụ huynh và các em học sinh. Vậy làm thế nào để thực hiện trọn vẹn và an toàn chuyến du học Canada vào mùa dịch? Và đó là lý do cho buổi video ngày hôm nay, em và em muốn giới thiệu đến các bạn buổi giao lưu trực tuyến Canada về điểm du học an toàn lý tưởng mùa dịch. Vậy thời gian như thế nào hả chị? Buổi giao lưu này sẽ được diễn ra vào 14 giờ ngày 30 tháng 6 năm 2021. Và chương trình sẽ được giao lưu trực tiếp với Miss Q, đại diện trường ASEP Toronto và trường trung học Kingsway Academy tại Canada. Và đặc biệt, buổi giao lưu sẽ được phát trực tiếp tại fanpage Tư vấn du học Thiên Giang. Và nếu các bạn có những thắc mắc như dịch Covid bùng phát làm ảnh hưởng đến kế hoạch du học của bạn, bạn phân vân liệu quốc gia nào vẫn đang mở cửa tuyển sinh du học? Nếu đi du học, bạn được chính sách ưu đãi như thế nào vào mùa dịch này? Bạn có thể nhận được học bổng khi du học Canada vào mùa dịch này không? Tất cả sẽ được giải đáp tại buổi giao lưu trực tuyến tại fanpage Tư vấn du học Thiên Giang. Và nghe thành bạn hấp dẫn đúng không nè? Đúng như vậy. Và còn chần chờ gì nữa, các bạn hãy nhanh tay đăng ký tại L&D để có cơ hội tham gia nhé. Và sau đây mình xin giới thiệu với các bạn trường ASEP Toronto, là trường Anh ngữ học thuật nổi tiếng tại Toronto, Canada. Đặc biệt, ASEP giúp bạn có cơ hội được du học Canada mà không cần phải có chứng chỉ IELTS ngay tại Việt Nam. Có đại diện là người Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ bạn kịp thời và mọi lúc. Và tiếp theo là trường trung học Kingsway Academy, là trường trung học hàng đầu tại Toronto, Canada. Trường nằm ngay trong khuôn viên Đại học King's, trực thuộc Đại học Western Ontario ở London, Ontario, Canada. Học tập tại Kingsway Academy, học sinh được miễn chứng chỉ IELTS tại ít nhất 17 trường đại học cao đẳng ở Canada, đối tác của ASEP Toronto. Và vừa rồi là những thông tin chi tiết về buổi giao lưu trực tuyến Canada, địa điểm an toàn lý tưởng mùa dịch. Và khi đến với L&D, các bạn sẽ được hưởng dịch vụ miễn phí lên đến 100%, và chúng tôi sẽ luôn hỗ trợ các bạn về những bước đầu định hướng cho đến khi trở về nước. Còn nhìn tuyệt vời bằng khi các bạn nộp đơn xin nhập học vào thời điểm này, khả năng cạnh tranh thấp hơn và cơ hội học tập của các bạn tại các trường sẽ cao hơn, và từ đó giúp thực hiện được giấc mơ của các bạn. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số hotline 1800 555 5514 hoặc fanpage Tư vấn du học Kiên Giang. Ngoài ra, các bạn cũng có thể đến trực tiếp địa chỉ văn phòng của chúng tôi tại BL1, căn 36, đường số 9, khu số 2 Phú Cường, Rạch Giá, Kiên Giang. Ngoài ra, các bạn có thể đến với chi nhánh của chúng tôi tại 526-27 Phạm Văn Đồng, phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Hẹn gặp lại.